Vâng ạ, em xin kính chào tất cả các bác đối với kênh bán hàng của Thọ Đưa Phóng nhá Và ngày hôm nay em này sưu tầm được một số các loại BK của Nhật Bản các bác nhá Bát 20 năm 2 tép Đấy, về hàng có đẹp cấu cạnh cho các bác luôn à, ok chưa này. Và thùng quét còn đẹp nguyên luôn các bác nhá BIK, đây các bác nhìn qua này Đấy. Có chữ trước ở trong này, tại vì là vừa về, và... vừa sưu tầm được xong Ok, chưa chiếc bát mọi thứ em thay gần như các bác ngon lành cành đào cho các bác luôn nhá. Đây là BK 668 các bác nhá. Đấy, và đây là BK F100 phiên bản gold. Đấy phiên bản này phiên bản đời cao. Phiên bản đời cao. Các bác nhá. Thì uh, em báo giá cho các bác luôn, bác nào có nhu cầu liên uh, là trực tiếp với cửa hàng em luôn. BK 668, một bát hai chép, hàng thương hiệu đến từ Nhật Bản các bác nhá. Hàng thương hiệu đến từ Nhật Bản. Đấy ok, Thì em cho các bác xem luôn. BK Japan các bác nhá, F100. trăm về còn nguyên bụi bặm, chưa còn lau chùi gì luôn. Đấy, mọi thứ đi xe được lau chùi sạch sẽ cho các bác luôn. BK 668 em báo giá cho các bác luôn, giá là 3 triệu đồng bao ship các bác nhá. Đấy, 3 triệu bao ship, tất cả tem zin, côn zin, màng zin, tất cả zin các bác nhá. 3 triệu bao ship. Có nó BK F100 bản này là bản đời cao hơn các bác nhá. Giá là 3 triệu 2 bao ship các bác nhá. 3 triệu 2 bao ship. Đấy, ok chưa các bác? Phiên bản F100 này, đây là phiên bản F100 đây các bác nhá. Đây gọi là phiên bản F100. Đấy đem còn zin luôn các bác nhá. S100. Đó, phiên bản này thì 3 triệu 2 một đôi, bao ship các bác nhá. Phiên bản này đời nó cao hơn một chút. Các nhá, tất cả bác thì nó giống nhau nhưng mà mua vào cao hơn các bác nhá. Đây là trước mắt các bác đây là BK668 các bác nhá, bát 25 2 thép. À, giá 3 triệu bao ship, còn đây là BK S100, BG S100, 3 triệu 2, một đôi bao ship, bát 25 2 thép các bác nhá. Tất cả hàng thương hiệu đến từ Nhật Bản các bác nhá xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi chi tiết liên hệ các bác gọi điện thoại trực tiếp trên màn uh, trên tiêu đề của em luôn các bác nhá.